thế giới marketing là nơi chúng tôi chia sẻ những kỹ thuật chúng tôi học được trên các website lớn trên thế giới về marketing và ứng dụng cho thị trường Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với thế giới marketing. Chào mừng các bạn đến với bài giảng viết nội dung chuẩn SEO. Đầu tiên, trước khi đề cập đến bài giảng, chúng ta phải đề cập đến một cái cực kỳ quan trọng, đó là tại sao mà chúng ta cần phải viết nội dung chuẩn SEO. Thực trạng đang diễn ra tại Việt Nam là rất nhiều người viết nội dung tốt, nội dung tự viết, nhưng họ không có kiến thức SEO. Từ đó, bài viết của họ không được xếp hạng cao trên Google và bị các đối thủ là những người viết SEO cướp bài viết, copy bài viết của mình về và xếp hạng cao hơn trên Google. Thế xếp hạng cao hơn trên Google nó khiến bạn mất đi khách hàng thực sự, bởi vì bất kỳ ai trên Google thấy bạn, họ đều có nhu cầu. Ví dụ bây giờ bạn viết một bài viết rất hay về cách làm đẹp với dầu dừa, nhưng sau đấy bạn thấy đối thủ của bạn đứng xếp top cao hơn bạn, bạn search ra thấy website của đối thủ. Chắc hẳn bạn sẽ thấy rất bất công, bởi vì mình không biết SEO, bởi vì mình không biết viết nội dung chuẩn SEO. Thêm nữa, một thực trạng diễn ra của rất nhiều trang báo tại Việt Nam, đó là hồi xưa các phóng viên chỉ đi viết bài và cố gắng viết bài mới để có độc giả. Nhưng Internet phát triển nên do đó rất nhiều các website ra đời. Các website ra đời thì càng nhiều website ra đời thì càng khó để được biết đến. Hồi xưa có 4-5 website các bạn luôn thuộc tên được vào, nhưng bây giờ có quá nhiều website rồi các bạn không còn thuộc tên vào nữa. Và các bạn quá lười, khi cần nội dung gì các bạn đều vào Google search, các bạn trả vào một trang Eva hay trang làm đẹp nào đó để tìm một nội dung mà luôn vào Google search. Nên nguồn traffic đến từ Google, tức là nguồn người dùng đến từ Google rất nhiều. Về hiện tại thì rất nhiều kênh báo yêu cầu phóng viên phải viết được nội dung chuẩn SEO, chứ không đơn thuần là viết tin mới, tin hay nữa. Vì tin mới, tin hay mà không được ai đọc thì họ cũng không bán quảng cáo, họ không sống được. Và thực trạng diễn ra là rất nhiều kênh báo lớn đã mất traffic do mất xếp hạng từ khóa trên Google. Ví dụ khi các bạn search những từ khóa như nhóm nhạc Đông Bang, Sinki, vân vân, thời trang, các bạn thấy 24 giờ đứng tốt và nguồn khách hàng vào từ đó rất nhiều, do đó 24giờ.com.vn bán quảng cáo rất rộ. Nhưng những kênh như này, tuổi trẻ.vn, thanh niên.com.vn và có quá nhiều báo khác thì họ đã chết khi mà chưa kịp biết đến. Đấy, rất khó bán quảng cáo khi mà không có traffic vào website, không có người dùng của website. Đấy là tầm quan trọng của nội dung chuẩn SEO. Nhưng cái khó hơn nữa ấy, đó là cái vấn đề viết nội dung chuẩn SEO nó không hề khó, thậm chí nó cực kỳ dễ. Viết nội dung mới là khó, viết nội dung hay là khó, chứ viết nội dung chuẩn SEO không hề khó. Và các bạn chỉ cần nắm được một số nguyên tắc là các bạn có thể viết được nội dung chuẩn SEO. Vậy thì làm sao để viết được nội dung chuẩn SEO? Chúng ta sẽ đi vào bước cụ thể. Google nó là một bộ máy, và để làm việc trên Google, để viết nội dung chuẩn SEO Google thì bạn phải chơi theo luật của Google. Và luật của Google là các bạn phải hiểu được các tiêu chí xếp hạng nội dung của Google. Để mình giải thích tại sao các bạn cần hiểu được tiêu chí xếp hạng nội dung của Google. Đầu tiên, như các bạn thấy, đây là một bài viết ở trên kênh 14. Tất cả những thứ bạn nhìn thấy đó là con chữ và việc bạn đọc, bạn cảm nhận nó hay ho thế nào. Nhưng tất cả những thứ Google nó nhìn thấy, nó không nhìn thấy cái đấy, mà nó nhìn thấy mã code đằng sau. Mã code này là dựa vào gì? Mã code này toàn bộ Google đọc là dựa vào thuật toán. Ví dụ Google bắt gặp cấu trúc http://, Google mặc định đến là link. Bắt gặp những cái thẻ như cấu trúc strong H1, H2, bắt gặp cấu trúc về từ khóa. Thì Google không như các bạn, không đo lường là các bạn có thích bài viết này có hay hay không. Mà Google chỉ đo lường thông qua những tiêu chí kỹ thuật. Ví dụ có một tiêu chí là time on site thì thấy là bài viết này có hay không. Ví dụ một bài viết mà người dùng ở trên đấy nhiều đọc đi đọc lại, có lẽ đấy là một bài viết hay, họ thích đọc. Còn một bài viết họ vừa đọc họ ra luôn thì có lẽ đấy là bài viết không hay. Thì đấy là những cái tiêu chí xếp hạng Google mà các bạn cần phải biết được. Đó, thì Google thấy và các bạn thấy là không giống nhau, do bạn làm việc với Google bạn phải chơi theo luật Google. Thứ hai là đây là một mẫu bài chấm thi môn văn, tức là hướng dẫn chấm thi môn văn. Thì Google cũng giống y như một giáo viên thôi. Google phải chấm hàng nghìn bài văn, hàng triệu bài văn khác nhau về cùng một chủ đề. Đấy, để xếp hạng nó. Bạn là giáo viên chấm thi, bạn cần một hướng dẫn chấm thi, cần một cái 3-5 điểm để chấm. Tức là ok, bài văn này em đề cập ý này thì cô sẽ cho em bằng này điểm.
bài văn kia em đề cập ý kia, em cô sẽ cho cô em thêm bằng này điểm. Đấy là ba em chấm điểm. Thì thằng Google nó cũng giống y như bạn là giáo viên vậy thôi. Nhưng mà khác là Google hàng triệu bài viết chứ không phải có 100 bài viết như bạn. Thế là cái thuật toán xếp hạng nội dung, tất cả các tiêu chí xếp hạng của nội dung của Google ấy, nó cực kỳ khó, ý là nó cực kỳ là phức tạp. Đấy, nó có rất nhiều tiêu chí xếp hạng nội dung. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào những cái tiêu chí chính và ảnh hưởng đến tầm 80% kết quả xếp hạng của bạn, ảnh hưởng đến 80% khi người ta search có thấy bạn hay không. Đấy. Thì Google bản chất cũng là một người giáo viên thôi, và Google cũng phải đưa ra một cái barrier cho chính Google. Ok, chúng ta sẽ đi vào tiêu chí đầu tiên. Đầu tiên là tiêu chí 1, tức là độ mới của nội dung. Đây là điều khó nhất, nhưng mà các bạn làm mới nội dung, các bạn tự viết nội dung và bị ăn cắp nhiều nhất. Và ông SEO chỉ vui nhất khi mà ăn cắp được nội dung mới. Tiêu chí thứ 2, đó là các tiêu đề bài viết và các thẻ meta. Tiêu chí thứ 3 là mật độ từ khóa. Tiêu chí thứ 4 là độ phân bổ từ khóa. Tiêu chí thứ 5 là bố cục bài viết từ độ dài, định hình đến time on site v.v. Tiêu chí thứ 6 đó là các thẻ heading H1, H2, H3. Đó chỉ đơn giản vậy thôi. Khi các bạn nắm được tiêu chí này thì bạn đã thắng đến khoảng tầm 70% trong cuộc cạnh tranh về thứ hạng từ khóa trên Google và khách hàng sẽ biết đến bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng tiêu chí một.